是时候表演真正的技术了。quá, cực kỳ gọt luôn đấy. Ừ, gọt sạch vỏ khoai xong, mình làm cái gì nhỉ? À, đã có món rồi, các bạn cùng xem nha. Rồi, đã gọt xong hai củ, giờ thì đem đi rửa qua rồi mình cắt ra thành từng khúc vừa ăn nhá. Này, tài nhỉ, không biết ai lấy chổi của mình mà lại không giả mình đấy. Ố chổi. À, mình biết ai là người lấy chổi rồi. Chị Dương ơi. Khoai, giờ mình cắt khúc ra. Ta-da! Vậy là mình đã cắt khúc xong hết hai củ khoai rồi. Cho vào trong thau nước. Rồi cho muối vào. Ngâm khoai vào nước muối trong vòng 5 phút để cho nó ra hết các tinh chất trong khoai đi. Tinh chất chứ không phải dưỡng chất nha các bạn. Cái tinh bột trong khoai ấy. Đấy, khoai của mình đã ngâm được 5 phút rồi. Giờ thì mình đem đi rửa sạch với nước nhá. Sao chị lại lấy chổi của em? Chị lấy chổi để chị đi đào khoai. Hả? Đào khoai bằng chổi á? Ừ. Người ta lại đào khoai bằng tay hoặc bằng cuốc chứ chị lấy chổi để đào á? Đây thôi. Thế chị đào khoai để làm gì? Chị đào khoai để làm một món vô cùng ngon luôn. Em tin chị không? Không. Tin đi. Ok. Thế thì bây giờ em cùng xem chị làm như thế nào nhá. Vâng. Rửa sạch với nước nha các bạn nha. Ơ, chị định làm món gì vậy? Em cứ theo dõi đến cuối video em sẽ biết. Đã rửa sạch khoai ra thì đun nước sôi để trần sơ khoai trong vòng 1 phút. Luộc sơ đi. Hi hi, các bạn có biết là việc luộc như thế này để làm gì không? Còn mình là mình không biết đâu. Hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế. Để cho nó mềm khoai. Ừ, đúng rồi. Được rồi, vớt ra nha. Em thấy khoai nó không mềm đi một tí nào đâu. Em nhìn thế thôi chứ bấm vào là nó mềm lắm ấy. Vớt khoai ra. Wow, các bạn ơi, miếng khoai của mình nó đã hơi ráo ráo rồi đấy. Chỉ cần hơi ráo ráo thôi nha. Để cho bột nó dễ áo vào ấy các bạn. Rồi giờ mình cho bột vào. Mình định cho vào túi xong rồi mình nghĩ lại thôi cho vào tô này luôn. Rồi giờ mình lắc lắc khoai cho nó áo đều bột nha các bạn. Đây là mình sử dụng bột bắp. Còn bạn nào mà thích bột chiên giòn thì cho vào.
Để cho những miếng khoai này nó áo đều hết bột đi. Xong rồi làm gì nữa hả chị? Xong rồi đem đi chiên ngập dầu. Chờ cho dầu nóng rồi chiên khoai nha. Đây khoai mình đã tẩm bột áo đủ hết rồi. Giờ cùng chiên xem là nó sẽ như thế nào nhá. Xem nó có ngon như khoai ngoài quán không nhá. Em Lộc là đã từng ăn rồi, còn chị em mình chưa. Tí nữa sẽ cho em Lộc xuống ăn và đánh giá để xem nó như thế nào. Đợi cho dầu sôi đã. Ô, em cũng ăn rồi mà. Ô thế á? Ngon lắm chị ạ. Có mỗi chị là chưa thôi. Thiệt tình. Ok đấy, nào cho vào nhá. Cho vào từ từ hãng đảo. Trời ơi, ngập dầu luôn. Mình chiên hai lần để cho nó giòn nha các bạn nha. Rồi được rồi, nó vàng rồi đấy. Tắt bếp vớt ra. Mình sẽ chiên hai lần cho nó giòn nhá. Không biết là chiên lần hai có giòn không? Hả? Thấy ngoài tiệm là nó mềm mà. Nhưng mà ăn giòn cho ngon. Ok, hôm nay chị sẽ để cho em chấm xem là món chị làm có ngon bằng ngoài quán không nhá. Vâng ạ. Rồi, giờ mình vớt ra khay. Rồi. Mình để cho nó nguội nguội tí rồi mình bắt đầu chiên lần 2 nhá. Ok chị. Đang thổi như này để cho nó nhanh nguội các bạn ạ. Thế sao chị không hơ vào quạt? Ờ hả? Ôi thế này mát cả hai người các bạn ạ. Đây khoai của mình đây. Đấy nó đã nguội nguội rồi. Mà để cho khoai tây chiên này nó ngon hơn ý, thì lúc luộc các bạn nên cho tí muối với lại một chút giấm vào nha. Bởi vì mình quên cho nên mình không cho. Ôi, dầu già quá, dầu già quá rồi. Đảo nhanh tay, để cho nó giòn. Nó giòn phát là mình tắt bếp luôn. Thế làm sao để bếp nó giòn? Nó giòn. Thế làm sao để bếp nó giòn? Thì thấy cái chỗ mình làm này này nó giòn là được rồi. Ok ở đây ok rồi. Tắt bếp. Trời ơi giờ thì cái bề mặt vỏ của nó siêu giòn luôn. Để lửa lớn chiên nha các bạn nha. Trời ơi nhìn ngon chưa. Này các bạn này. Trời ơi hấp dẫn quá đi. Màu vàng ươm. Thơm lắm luôn ý. Giờ thì chị em mình mang lên mời các bạn cùng thưởng thức để xem nó có giống ở quán không nhá. Nào, ngồi dịch ra đây. Lão ơi đứng dịch ra đây. Ta da các bạn ơi, đây chính là đĩa khoai tây chiên mà mình đã làm xong này. Bây giờ thì các em cùng thưởng thức xem là có giống ở ngoài quán không nhá. Vâng, cho nhé em nè. Em làm gì vậy? Đây. Đấy, ôi. Chị để máy hẳn xuống. Đây. Oh, ta-da, nhìn này. Đây, wow, đĩa khoai tây đây. Em rồi. Mời tất cả các bạn nhé. Đây để cho nó gọn gọn lên rồi xịt tương ớt vào nhá. Trời ơi. Yên xịt trên mặt này này. Thôi để chấm cho nó ngon. Chị ơi chị xịt từ đây. Không để ý xịt ra bàn rồi. Chị ơi chị. Sao chị không xịt những cái này cho nó hấp dẫn? Thôi để chấm quẹt cho nó ngon em ạ. À, mời các bạn nhé. Một miếng khoai chấm với một miếng tương ớt. Quá y hệt ngoài quán luôn. Vâng. Nó mà
ớt đây. Nửa mặt mayo, nửa mặt tương ớt. Trời ơi, nó ngon. Đây là lần đầu tiên mình làm khoai tây chiên mà nó thành công như vậy ấy. Các bạn nên làm nha. Và trong lúc luộc thì các bạn hãy cho thêm một chút muối và giấm vào để nó xem nó như thế nào nhé. Ngon các bạn. Vừa nãy mình có lắc một chút muối nên là bây giờ ăn lại nó không ngon. Mình thấy mặn mặn ngon mà. Wow, em Lộc thấy thế nào? Ngon chị ạ. Có giống như ở lớp em Lộc đã từng ăn không? Không à? Vẫn chưa được như ngoài quán. Nhưng mà cay này, cay ngon. Mặn, chị thấy ngon mà ta. Chấm thử cái bên vô nó béo. Trời ơi, nó ngon. Hay là có mỗi mình ăn được thôi. Thế từ lên giờ chị không chấm mayonnaise à? Ngon nha, ngon nha, nên thử. Để lần sau mình lấy chổi của em, tối mình đi đào khoai tiếp. Chị ơi. Hi hi. Mình đi đào khoai không rồi mình nấu lại để xem là nó có ngon hơn không nhé. Em đọc là thấy ngon nhưng mà Ôi, em đọc mang nước ra cho chị em mình luôn này. Cảm ơn em. Ăn nào mấy bà con ơi. Em lột trước lên đây là các bạn không nhìn thấy. Trời ơi ngon lắm. Thế là có mỗi chị với em Lộc là thấy ngon thôi. Còn em Tú à, chưa thấy ngon các bạn ạ. Ngon nha, ngon nha. Nên thử. Còn bây giờ thì trời tối rồi, chị em mình lên nấu cơm đây. Và các bạn đã xem video, nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.